Chào mừng mọi người đến với kênh Tin Tức Nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức trong ngày hôm nay. Xung đột Ukraine khó kết thúc sớm. Nga và Ukraine không thể tung đòn quyết định để giải quyết chiến trường sau hơn một năm xung đột, nhưng hai bên đều không có lý do ngồi vào bàn đàm phán, theo chuyên gia. Hơn một năm sau khi Tổng thống Vladimir Putin mở chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2 năm 2022, cục diện chiến trường rơi vào bế tắc, khi hai bên đều không đạt được bất cứ đòn bẩy nào cả về quân sự, lẫn chính trị để hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Với tình thế giằng co, bất phân thắng bại trên chiến trường hiện nay, giới phân tích nhận định cuộc chiến sẽ khó có thể kết thúc sớm và thậm chí tăng nhiệt trong năm thứ hai. Chắc chắn chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. Mỗi bên đều cảm thấy thời gian đang đứng về phía họ và đàm phán lúc này là sai lầm, John Unterman, nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Mỹ, nói. Sau một số bước tiến gần đây và chiếm được vài làng ở ngoài Obakhmut, tâm điểm giao tranh tại vùng Donbass, Nga có thể đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn hơn, nhằm tạo lợi thế lớn nhất trước khi Ukraine nhận được các khí tài hiện đại của phương Tây. Trong khi đó, những cam kết viện trợ xe tăng, tên lửa tầm xa của phương Tây khiến Ukraine thêm quyết tâm giữ vững phòng tuyến và chuẩn bị phản công giành lại lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí tuyên bố nước này đang ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Crimea, bán đảo Nga sáp nhập năm 2014. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với ông Zelensky hồi đầu tháng rằng ông quyết tâm giúp Kiev chiến thắng. Mỹ và NATO cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ Ukraine đến khi nào còn cần thiết. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cuộc chiến sẽ kết thúc với phần thua cho Nga. Theo Liana Fitt, nhà nghiên cứu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại ở Mỹ, bà Fitt cho rằng kịch bản khả thi nhất là những thành tựu quân sự giúp Ukraine có vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán, song giao tranh vẫn tiếp tục ở một số khu vực khi Nga quyết giữ Crimea. Nga có thể huy động lượng lớn binh sĩ mới, nhưng họ sẽ cần được huấn luyện, trang bị, những vấn đề mà Moscow chưa làm tốt trong cuộc chiến này. Theo Fitt, Dmitry Minik, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, cho rằng yếu tố định đoạt tương lai chiến sự có thể nằm ở loại vũ khí mà Ukraine nhận được từ các đồng minh phương Tây. Các vũ khí tầm xa độ chính xác cao có thể cho phép quân đội Ukraine chặn đứng đà tấn công của Nga, đồng thời củng cố khả năng phòng thủ và phản công của họ, cũng như làm suy yếu khả năng hồi phục và giành chiến thắng quyết định của Nga, ông nói. Nhưng chuyên gia này cho rằng ngay cả khi được trang bị lượng lớn xe tăng, tên lửa tầm xa, thắng lợi mang tính chiến lược nhất mà Ukraine có thể đạt được là thọc sâu vào tỉnh Zaporizhia, cắt đứt hành lang trên bộ nối vùng Donbass với bán đảo Crimea của Nga, chia tách lực lượng Nga thành hai phần riêng biệt. Ngay cả trong kịch bản đó, Nga vẫn sẽ không bỏ cuộc và tìm mọi cách chặn đứng đà phản công của Ukraine. Người Nga sẽ làm bất cứ điều gì, trong đó có huy động thêm lực lượng và tận dụng triệt để mọi nguồn lực của cả đất nước nếu cần, để giữ các vùng lãnh thổ đã kiểm soát và tiếp tục các cuộc tấn công, Minik nói. Nhà phân tích Unterman cho biết trong trường hợp Ukraine phản công, Nga vẫn có khả năng duy trì sức ép trong thời gian dài, với niềm tin rằng phương Tây sẽ kiệt sức và suy giảm hỗ trợ cho Kiev. Đó là thời điểm họ củng cố thành quả của mình, ông nói. Trong khi Mỹ củng cố liên minh phương Tây ủng hộ Ukraine, Nga cũng đang thắt chặt quan hệ với phần còn lại của thế giới, trong đó có Trung Quốc. Khi nguồn cung vũ khí và sự ủng hộ chính trị với cả hai bên vẫn được duy trì, cả Nga lẫn Ukraine đều không nhận thấy bất cứ lý do nào thúc đẩy họ ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Zelensky đã đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm liên quan đến việc Nga công nhận toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút toàn bộ quân. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đề ra đề xuất hòa bình của riêng họ, trong đó kêu gọi các bên hỗ trợ Moscow và Kiev nối lại đối thoại giải quyết khủng hoảng. Kế hoạch hòa bình của Trung Quốc phản đối sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ người dân vô tội. Trung Quốc cũng phản đối những lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nga hoan nghênh đề xuất giải quyết xung đột với Ukraine mà Trung Quốc đưa ra, đồng thời khẳng định sẵn sàng đạt mục tiêu chiến dịch quân sự bằng biện pháp chính trị và ngoại giao. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết, ông dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về kế hoạch hòa bình do Bắc Kinh đề xuất. Tuy nhiên, cả Mỹ và NATO đều bày tỏ hoài nghi về đề xuất của Trung Quốc, cho rằng kế hoạch này không phản ánh đầy đủ về cuộc chiến và Bắc Kinh không đủ độ trung lập để dàn xếp xung đột. Không có sự ủng hộ của phương Tây, những đề xuất Trung Quốc đề ra khó mang lại hòa bình cho Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hơn 600 người sau thảm họa động đất. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ điều tra hơn 600 người liên quan đến các tòa nhà bị sập trong thảm họa động đất hồi đầu tháng. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, Bekir Bozdag ngày 26 tháng 2 cho biết, 184 trong số 612 nghi phạm đang bị giam chờ xét xử. Những người này gồm 79 nhà thầu xây dựng, 74 người chịu trách nhiệm pháp lý các tòa nhà,
13 chủ sở hữu bất động sản và 18 người tham gia chỉnh sửa các tòa nhà. Những bằng chứng được tìm thấy trong các tòa nhà là cơ sở để điều tra hình sự. Ông Bosdak phát biểu tại một trung tâm điều phối ở tỉnh Diyarbakir, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra sáng sớm 6 tháng 2 đã khiến hơn 160.000 tòa nhà với 520.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đổ sập hoặc hư hại nghiêm trọng, làm dấy lên hoài nghi về chất lượng công trình cũng như quản lý xây dựng. Giới chuyên gia cho biết nhiều tòa nhà được xây bằng vật liệu kém chất lượng và phương pháp không phù hợp, không đáp ứng tiêu chuẩn của Ankara. Cơ quan ứng phó thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ AFAD đêm 24 tháng 2 cho biết số người thiệt mạng do thảm họa động đất đã tăng lên 44.218. Syria ghi nhận 5.914 người chết, nâng tổng số nạn nhân ở hai nước lên 50.132. Thương vong tại Thổ Nhĩ Kỳ được dự báo còn tăng, với giới chức không ước tính còn bao nhiêu thi thể đang kẹt dưới các đống đổ nát. Một lính cứu hỏa tại thành phố miền nam Antakya nói họ ngày nào cũng tìm thấy các phần thi thể. AFAD ước tính gần 2 triệu người mất nhà ở sau thảm họa đang phải ở trong lều, nhà container hoặc các cơ sở công cộng khác. Hơn 335.000 lều đã được cung cấp cho các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ông Ran Anset nói gia đình anh vẫn đang phải trú tạm trong vườn nhà hàng xóm gần Antakya. Vấn đề lớn nhất là lều. Đã 19 ngày trôi qua và chúng tôi vẫn chưa nhận được một chiếc lều nào. Chúng tôi cũng xin được chuyển vào một khu trại nhưng họ nói đã hết chỗ, Anset nói. Những tay súng nước ngoài sát cánh cùng Ukraine. Dù xung đột Ukraine không phải cuộc chiến của họ, cựu binh Mỹ Manh cùng các đồng đội thuộc quân đoàn quốc tế chưa bao giờ hối hận hay muốn trở về nhà. Dưới bầu trời đầy sao, âm thanh duy nhất có thể được nghe thấy là tiếng ro ro phát ra từ chiếc xe bán tải đã tắt đèn. Khói từ ống xả hòa vào bầu không khí lạnh. Ở nơi tiền tuyến này, chỉ một tia sáng lè lói cũng có thể gây ra thảm họa. Trên đầu, máy bay không người lái, UAV Nga lượn qua lại, săn lùng bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Một nhóm binh sĩ đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình, tiếp cận thị trấn Ukleda, một trong những khu vực bị bao vây và tàn phá nặng nề nhất nơi tiền tuyến dài hơn 2.400 km ở miền đông Ukraine. Quân đội Nga đã tìm cách kiểm soát thị trấn này suốt nhiều tháng qua. Sẵn sàng. Một tay súng ra lệnh bằng giọng Anh Mỹ. Một binh sĩ Anh đội mũ trùm đầu che kín mặt đáp lại giọng dạc rõ, rồi nhảy lên thùng xe. Họ là những người lính thuộc quân đoàn quốc tế, nhóm các tay súng nước ngoài đang hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine đối đầu với Nga khi cuộc chiến đã bước sang năm thứ hai. Vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, Ukraine thành lập quân đoàn quốc tế và thực hiện chính sách miễn thị thực để thu hút các tình nguyện viên nước ngoài. Nga gọi những tay súng này là lính đánh thuê nước ngoài và nhiều lần tuyên bố tập kết điểm tập kết của họ. Người ra lệnh bằng giọng Anh Mỹ là Jason Mann, đến từ Bắc Carolina. Mann là cựu lính thủy đánh bộ từng tham chiến ở Afghanistan và Iraq. Anh hiện lãnh đạo một đơn vị ở Ukraine có tên Phalanx. Trong số những lính tình nguyện nước ngoài mới gia nhập đơn vị của Mann có hai người Canada và một người Anh với những mật danh như Scrappy, kẻ gây gỗ hay Terminator, kẻ hủy diệt. Nhiệm vụ họ thực hiện vào sáng sớm ở Ukraine là để Scrappy tay súng Anh đến Ukraine vài tuần trước, làm quen với địa hình chiến trường. Rất nhiều hoạt động sẽ diễn ra ở Uyeda trong tuần tới, Mang dự đoán. Chúng tôi cần giúp anh ấy làm quen một chút với khu vực này. Nga thời gian qua đã dồn đạn dược vào quân đội nhằm chiếm Ukraine. Giao tranh ác liệt đã khiến thành phố, nơi từng có 15.000 dân, phần lớn không còn sự sống. Một chiến thắng cho Moscow ở đây sẽ giúp họ giữ vững kết nối giữa vùng Donetsk với bán đảo Crimea và cho phép quân đội Nga mở đà tiến trong chiến dịch mùa xuân. Nhưng Nga đã phải hứng chịu hàng loạt thất bại nặng nề quanh Ukraine. Nhiều xe tăng và thiết giáp chở quân Nga cháy đen nằm rải rác trên những cánh đồng trơ trọi. Mann và đơn vị của anh đã sẵn sàng tâm lý đối mặt với một cuộc tấn công lớn từ Nga. Theo Mann, kinh nghiệm ở Iraq và Afghanistan hầu như không giúp ích gì cho anh trong chiến trường Ukraine. Bạn biết đấy, chiến đấu trong chiến hào không phải điều quá quen thuộc đối với chúng tôi, anh nói. Pháo binh là thứ mà chúng tôi không phải đối phó ở Iraq và Afghanistan. Ngoại trừ tên lửa hay lựu đạn ngẫu nhiên bay tới. Và đó là thứ bạn không thể chống lại. Bạn chỉ có thể cúi người và cầu may mắn. Không rõ chính xác có bao nhiêu tay súng nước ngoài đang ở Ukraine, nhưng Mann ước tính con số có thể lên đến vài nghìn. Mann đến Ukraine từ đầu tháng 3 năm ngoái, và tinh thần chiến đấu vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Tôi cam kết 100%. Quyết tâm của tôi chưa bao giờ lung lay. Quan điểm của tôi về cuộc chiến vẫn giữ nguyên. Tôi chắc chắn đang ở đúng nơi, anh nói từ bong ke chứa vũ khí bên dưới cứ điểm đóng quân. Mang là cựu sinh viên Đại học Columbia, cựu kỹ sư phần mềm tại Google. Thế giới công nghệ luôn là đam mê của anh, nhưng Mang khẳng định bản thân bị thôi thúc mạnh mẽ hơn bởi tiếng gọi đấu tranh cho tự do.
cuộc chiến này đang định hình lại trật tự toàn cầu, anh nói. Quân đoàn quốc tế trực thuộc lữ đoàn 72 của Ukraine và thường xuyên tương tác với lực lượng chính quy qua thông dịch viên. Chỉ vài ngày trước, họ đã mất một trinh sát người Ukraine trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Cấp trên của Man, một người New Zealand với mật danh Tơ Tờ, nói rằng lòng dũng cảm của người đồng đội đã ngã xuống là thứ không cần phải phiên dịch. Có rất nhiều lần chúng tôi ra ngoài và chiến đấu trong chiến hào, nhưng dù sợ hãi đến đâu, anh ấy cũng không bao giờ từ chối, Man cho hay. Cái chết luôn rình rập mọi lúc, mọi nơi trong xung đột và đối với đơn vị nước ngoài này, đây rõ ràng không phải cuộc chiến của họ. Gia đình họ được an toàn cách xa hàng nghìn km, họ có thể chọn hủy hợp đồng với quân đội Ukraine và trở về nhà bất cứ lúc nào. Nhưng Man và đồng đội đều cam kết chiến đấu đến cùng ở Ukraine. Man cho hay quyết định đến Ukraine của anh là một mệnh lệnh đạo đức. Khi được hỏi liệu anh có hối hận không, anh trả lời ngắn gọn, dứt khoát, không hối hận. Cả nhà hãy like, chia sẻ và đăng ký để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. G20 bất đồng về chiến sự Ukraine. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 không thể ra tuyên bố chung vì bất đồng về thông điệp lên án chiến dịch của Nga tại Ukraine. Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng các nước G20 tại thành phố Bengaluru của Ấn Độ hôm 25 tháng 2 khép lại 2 ngày họp mà không đạt được tuyên bố chung. Thay vào đó, Ấn Độ công bố tài liệu tổng kết kết quả của nước chủ tịch, cho biết hầu hết thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến ở Ukraine, nhấn mạnh rằng nó đang gây ra đau khổ to lớn cho con người và làm trầm trọng thêm những bất ổn hiện có trong nền kinh tế toàn cầu. Tài liệu tổng kết cho biết có 2 nội dung về chiến sự tại Ukraine được chấp thuận bởi hầu hết các nước, trừ Nga và Trung Quốc. Phần nội dung này lên án ở mức cao nhất những hoạt động của Nga tại Ukraine, yêu cầu Nga rút quân lập tức và vô điều kiện khỏi Ukraine. Có những quan điểm khác và đánh giá khác về tình hình và các lệnh trừng phạt. Tài liệu có đoạn đề cập đến các biện pháp do Mỹ, châu Âu và các nước khác đưa ra để trừng phạt Nga và cắt giảm doanh thu của nước này. Hai đại biểu nói với Reuters rằng Moscow và Bắc Kinh không muốn diễn đàn G20 được sử dụng để thảo luận các vấn đề chính trị. Kết quả này tương tự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali vào tháng 11 năm ngoái khi nước chủ nhà Indonesia cũng ra tài liệu thừa nhận những khác biệt. Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói Trung Quốc ngăn G20 ra tuyên bố chung lên án Nga và cho rằng đây là diễn biến đáng tiếc ở hội nghị lần này. Tuy nhiên, ông đánh giá cao thực tế hầu hết các nước tham gia đều thể hiện rõ lập trường tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và kêu gọi chấm dứt chiến sự. Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Comăneci trước đó cho biết một số quốc gia trong kỳ họp lần này có cách tiếp cận thiếu tính xây dựng, khiến nỗ lực soạn thảo tuyên bố chung gặp khó khăn. Bộ Ngoại giao Nga sau đó ra tuyên bố lấy làm tiếc khi các hoạt động của G20 bị phương Tây gây bất ổn và sử dụng theo hướng bài Nga. Cơ quan này cáo buộc Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước G7 đã làm gián đoạn việc thông qua những quyết định tập thể bằng cách áp đặt sự độc đoán của họ. Theo Bộ Ngoại giao Nga, phương Tây muốn áp đặt cách diễn giải của họ về xung đột ở Ukraine trong tuyên bố chung thông qua vận động hành lang và các tối hậu thư. Nga kêu gọi phương Tây từ bỏ chính sách phá hoại càng sớm càng tốt, thừa nhận các thực tại khách quan trong một thế giới đa cực. G20 cần phải là một diễn đàn kinh tế thay vì lấn sang an ninh, cơ quan này bổ sung. Trung Quốc chưa lên tiếng về các thông tin trên. Trung Quốc trong một năm qua chủ trương tuyên bố trung lập đối với vấn đề Ukraine và không can dự vào chính sách của Nga, bất chấp kêu gọi từ phương Tây rằng Bắc Kinh cần gây áp lực lên Moscow để chiến sự sớm kết thúc. Chính phủ Trung Quốc ngày 24 tháng 2 công bố tài liệu 12 điểm về tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột Nga-Ukraine, nhưng nhấn mạnh kêu gọi các bên phải hỗ trợ cả Moscow và Kiev nối lại đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt. Theo tài liệu, Trung Quốc phản đối hành động sử dụng lẫn đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Lập trường của Trung Quốc cũng nhấn mạnh phương diện bảo vệ người dân vô tội, đồng thời phản đối các lệnh cấm vận đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Nga hoan nghênh đề xuất giải quyết xung đột với Ukraine mà Trung Quốc đưa ra. Moscow khẳng định sẵn sàng dùng biện pháp chính trị và ngoại giao để đạt mục tiêu ban đầu trong chiến dịch. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận chi tiết kế hoạch hòa bình. Mỹ cùng đồng minh hoài nghi kịch bản Trung Quốc trở thành trung gian đàm phán vì lo ngại quan hệ gần gũi giữa Bắc Kinh và Moscow, trong khi một số lãnh đạo châu Âu lo ngại lập trường của Trung Quốc chưa thể hiện đủ mức trung lập. Nhóm lính đánh thuê giúp Nga tăng ảnh hưởng ở châu Phi. Dù đang tham gia mạnh vào cuộc chiến ở Ukraine, nhóm Wagner vẫn lặng lẽ mở rộng liên minh ở châu Phi, giúp Nga gia tăng ảnh hưởng. Kể từ năm 2018, tập đoàn an ninh tư nhân Nga Wagner do Yevgeny Prigozhin lãnh đạo đã ký nhiều hợp đồng hỗ trợ an ninh và quân sự với các chính phủ của Cộng hòa Trung Phi và Mali, đồng thời giành được quyền khai thác mỏ khoáng. Với khoảng 5.000 người đóng ở châu Phi, quy mô lực lượng Wagner gần bằng số lượng binh sĩ
và nhân viên hỗ trợ của Mỹ ở lục địa, ước tính khoảng 6.000 người. Những năm gần đây, nhóm Wagner với sự ủng hộ của Điện Kremlin đã liên tục mở rộng ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế ở châu Phi. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia châu Phi từ chối lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine hoặc tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây với Moscow. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố tháng này, những huấn luyện viên quân sự người Nga đã cùng các binh sĩ địa phương ở Cộng hòa Trung Phi phát động cuộc tấn công nhằm đánh bại phiến quân và kiểm soát ít nhất 4 khu vực có mỏ kim cương. Chính phủ Mỹ và Pháp nói rằng những người Nga đó là thành viên Wagner. Động thái này nhằm tạo hành lang từ các mỏ do Wagner kiểm soát ở Cộng hòa Trung Phi qua Sudan, nơi nhóm đang hợp tác chặt chẽ với một lãnh đạo quân sự, và tới trung tâm kinh doanh khoáng sản Dubai, theo quan chức an ninh phương Tây. Báo cáo cho biết những huấn luyện viên Nga và binh sĩ Cộng hòa Trung Phi đã đụng độ với phiến quân địa phương ở Rio, đông nam đất nước, hồi tháng 4 năm ngoái. Tháng 12 năm 2022, binh sĩ Cộng hòa Trung Phi và người Nga tiếp tục giao tranh với các phiến quân địa phương ở Albano, khu vực khai thác kim cương gần Rio. Wagner đã sử dụng 2 máy bay thời Liên Xô trong nỗ lực kiểm soát khu vực miền đông giàu tài nguyên của Cộng hòa Trung Phi. Năm 2021, công ty Mỹ Graton Aviation cho biết đã cung cấp dịch vụ vận chuyển máy bay cho Wagner. Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố trừng phạt Graton vào tháng trước. Hồi tháng 12 năm ngoái, tướng Mohamed Hamdan Dagalo của Sudan đã đạt thỏa thuận hỗ trợ quân đội Cộng hòa Trung Phi và Wagner tạo hành lang vận chuyển máy móc khai thác vàng và kim cương theo giới chức châu Âu. Trong những tuần gần đây, Wagner cũng thảo luận về hợp đồng an ninh mới với Burkina Faso, nơi chính phủ tháng trước yêu cầu quân đội Pháp rời đi sau một thập kỷ chống phiến quân Hồi giáo. Quan chức tình báo phương Tây nói rằng Wagner cũng đang huấn luyện phiến quân Cơ Đốc giáo tự giác, nơi chính phủ có quan hệ chặt chẽ với Pháp. Rick Austin đã quảng bá về sự mở rộng của nhóm ở châu Phi và đang tuyển các tay súng giàu kinh nghiệm. Một quảng cáo của Wagner đăng trên Telegram hôm 10 tháng 1 đưa ra mức lương 240.000 ruble, 3.410 USD cộng thêm thưởng và bảo hiểm sức khỏe, nhân thọ. Trải nghiệm các chuyến đi với Wagner là điều đáng ao ước, quảng cáo nhấn mạnh. Trong nỗ lực tuyển các tay súng châu Phi, Wagner đã vận dụng những thành công ở Syria, nơi họ đào tạo lực lượng địa phương trước khi triển khai đến Libya và Ukraine. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Ba Mơ Cầu, thủ đô Mali, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới quốc gia Tây Phi. Giới quan sát nhận định đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ nồng ấm giữa Điện Kremlin và chính phủ quân sự Mali, nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021. Năm 2021, chính phủ Mali đã mời những huấn luyện viên quân sự Wagner. Hồi tháng 1, Nga chuyển chiến đấu cơ Sukhoi và một trực thăng vận tải cho chính phủ Mali sau các chuyến hàng trong năm 2022. Ông Lavrov nói đã thảo luận về cơ hội cho công ty Nga trong mảng năng lượng và khai thác mỏ ở Mali. Thăm Sudan 4 ngày sau đó, ông Lavrov ca ngợi các công ty Nga hoạt động ở quốc gia này đã được tạo điều kiện thuận lợi. Ông cũng bảo vệ hoạt động của nhóm Wagner ở những khu vực khác của châu Phi, nói rằng nhóm được triển khai theo yêu cầu trực tiếp từ các chính phủ. Năm ngoái, người Nga và quân đội Mali đã hợp tác cùng nhóm Dojo chống lại nhóm dân tộc Fulani. Các tay súng tuyên bố họ đang quét sạch các khu vực của nhóm Jihad. Hồi tháng 4 năm ngoái, các tay súng Wagner được cho là liên quan tới vụ sát hại khoảng 500 người ở khu vực Fulani, theo những người sống sót. Song Rick Austin bác bỏ cáo buộc. Tháng trước, ông Rick Austin nhấn mạnh rằng việc gửi lực lượng tới châu Phi hoàn toàn cần thiết. Tôi từng hứa với nhiều tổng thống ở đó rằng sẽ bảo vệ họ. Nếu giờ rút 100, 200 hoặc 500 tay súng ở đó, đất nước sẽ khó có thể tồn tại, Rick Austin nói trên Telegram. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng, rất khó xác định doanh thu của nhóm từ các hoạt động ở châu Phi. Tuy nhiên, người này cho rằng cần phải ngăn chặn nhóm tiếp tục tăng cường ảnh hưởng ở khu vực. Tướng Didier Castres, cựu chỉ huy hoạt động chống khủng bố của Pháp ở vùng Sahel của châu Phi, nói rằng Wagner đang sử dụng chiến dịch thông tin sai lệch để làm suy yếu quan hệ của phương Tây với các chính phủ ở đây và chuẩn bị cho các hợp đồng mới. Các quan chức châu Âu cho rằng nhóm Wagner ở Mali đã thực hiện chiến dịch thông tin trên mạng xã hội kéo dài nhiều tháng ở Burkina Faso để cáo buộc Pháp không thể giải quyết được các nhóm Jihad và không cung cấp vũ khí cho chính phủ Mali. Bờ biển Nga dường như là nơi tiếp theo Wagner muốn tăng cường ảnh hưởng, theo tướng Castres. Nhưng đây là một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Phi và có quan hệ lâu năm với Pháp. Họ là mục tiêu thách thức hơn nhiều đối với Wagner, khi tổ chức này vốn tập trung vào các quốc gia yếu kém nhất của lục địa. Tuy nhiên, bờ biển Nga đang đối mặt với đe dọa ngày càng tăng từ các nhánh của Al-Qaeda và nhóm nhà nước Hồi giáo, IS tự xưng. Vào ngày đầu năm mới 2023, một video được đăng tải cho thấy ông Rick Austin đang phỏng vấn một tay súng Wagner châu Phi đã đến Ukraine. Người này nói rằng anh ta đến từ bờ biển Nga và được rời khỏi nhà tù Nga để chiến đấu ở Bakhmut. Hiệp ước cuối cùng giúp Nga, Mỹ kiểm soát hạt nhân.
Nỗ lực kiểm soát hạt nhân kéo dài hàng thập kỷ giữa Nga và Mỹ đứng trước nguy cơ sụp đổ khi Moscow tuyên bố đình chỉ New START. Trong thông điệp liên bang ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ tham gia New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại giữa Mỹ và Nga. Mối quan hệ của chúng tôi đã lao dốc và đó hoàn toàn là lỗi của Mỹ, ông Putin nói, thêm rằng nếu Mỹ tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân, chúng tôi cũng sẽ làm vậy. Thông báo của Nga đã khiến nhiều quan chức phương Tây lo lắng về nguy cơ tan rã của cấu trúc kiểm soát vũ khí toàn cầu, bởi New START là rào chắn cuối cùng để đảm bảo kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của hai nước được đặt trong một cơ chế kiểm soát hiệu quả. Trong những thập kỷ đầu của chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô đã chạy đua xây dựng kho vũ khí hạt nhân, làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến tranh hủy diệt toàn diện có thể xóa sổ cả nhân loại. Để ngăn chặn nguy cơ này, vào cuối những năm 1960, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson kêu gọi đàm phán với Moscow nhằm hạn chế số lượng vũ khí chiến lược của mỗi bên. Các cuộc đàm phán về hạn chế vũ khí chiến lược Xô bắt đầu dưới thời người kế nhiệm Johnson, Tổng thống Richard Nixon, tại Phần Lan năm 1969. Tới năm 1972, Nixon và lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev ký hiệp ước về hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và thỏa thuận hạn chế xây dựng các kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM tạm thời. Theo các thỏa thuận sau đó gồm START và SOT, Mỹ và Liên Xô, sau đó là Nga, đã cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân của mình. Song các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí thường rất khó khăn và các dự thảo hiệp ước khác không bao giờ được triển khai. Năm 2002, chính quyền Tổng thống George W. Bush đơn phương rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo với lý do nó hạn chế khả năng tự bảo vệ của Mỹ trước những kẻ khủng bố và các quốc gia bất hảo. Năm 2010, Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký hiệp ước New START. Hiệp ước có hiệu lực một năm sau đó, bắt đầu quá trình Mỹ và Nga thu hẹp kho vũ khí tấn công chiến lược của mình. Hiệp ước quy định mỗi nước không được triển khai quá 700 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM và banh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân, cũng như không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân trên các phương tiện này. Ngoài ra, số bệ phóng được triển khai hoặc không triển khai của mỗi nước cũng không được vượt quá 800. Hiệp ước cũng hạn chế những vũ khí hạt nhân tầm xa của Nga có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Theo các điều khoản của hiệp ước, những đoàn thanh sát của Mỹ và Nga có thể tiến hành 18 cuộc kiểm tra được thông báo trong thời gian ngắn tại các địa điểm hạt nhân của nhau mỗi năm, nhằm xác nhận đối phương vẫn tuân thủ hiệp ước. New START ban đầu bị chỉ trích là không đủ tham vọng, theo John Erath, giám đốc chính sách cấp cao tại Trung tâm Kiểm soát Vũ khí và Không phổ biến Vũ khí. Thỏa thuận vẫn cho phép cả Mỹ và Nga sở hữu hàng trăm vũ khí hạt nhân nguy hiểm và có thể dẫn tới hủy diệt trên diện rộng nếu được khai quả. Ông Erath cho rằng điều mà hiệp ước New START đã làm được là giúp Nga và Mỹ không tiếp tục chạy đua vũ trang. Tính tới tháng 2 năm 2018, cả hai quốc gia đã tuân thủ những hạn chế của hiệp ước và vẫn duy trì số lượng đầu đạn hạt nhân bằng hoặc thấp hơn kể từ đó. Tuy nhiên, tương lai của thỏa thuận đã nhiều lần rơi vào cảnh bấp bênh kể từ khi được ký. Chính quyền Tổng thống Donald Trump gọi hiệp ước là thiếu sót nghiêm trọng vì không bao gồm vũ khí hạt nhân tầm ngắn hơn, hay còn gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các cuộc đàm phán gia hạn hiệp ước bị đình trệ dưới thời Trump và chính quyền của ông đã rút khỏi một thỏa thuận cấm tên lửa tầm trung khác với Nga. Vào đầu năm 2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đạt thỏa thuận với Moscow gia hạn New START tới tháng 2 năm 2026. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói quyết định gia hạn là vì lợi ích an ninh của chúng tôi và vì cả lợi ích của Nga. Song các cuộc thanh sát thường xuyên theo hiệp ước đã không được tiến hành trong 3 năm qua. Đầu tiên là do đại dịch COVID-19 và sau đó là do quan hệ Mỹ-Nga lao dốc vì xung đột Ukraine. Tháng 11 năm ngoái, Nga đơn phương quản các cuộc họp kỹ thuật liên quan tới hiệp ước với quan chức Mỹ vì lý do chính trị. Trong báo cáo gửi Quốc hội tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ nói không thể xác nhận Nga có tuân thủ thỏa thuận hay không, vì Moscow đã từ chối cho phép Mỹ thanh sát trên lãnh thổ. Báo cáo làm dấy lên lo ngại Nga vượt giới hạn đầu đạn hạt nhân theo quy định. Tổng thống Putin nhấn mạnh quyết định đình chỉ tham gia hiệp ước không có nghĩa Nga hoàn toàn rút khỏi thỏa thuận này. Tuy nhiên, Nga sẽ không cho phép các nước NATO kiểm tra kho vũ khí hạt nhân của mình, với lý do liên minh quân sự này đã giúp Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ quanh tạc cơ chiến lược được xem một phần lực lượng hạt nhân của Nga. Thông báo của ông Putin đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở phương Tây về nguy cơ sụp đổ những nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Nga lên tới đỉnh điểm vì xung đột Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo toàn bộ cấu trúc kiểm soát vũ khí đã bị dỡ bỏ, đồng thời thêm rằng tôi đặc biệt khuyến nghị Nga cân nhắc lại quyết định đình chỉ tham gia New START. Nhưng Erath nhận định tuyên bố của ông Putin hoàn toàn mang tính biểu tượng, bởi Nga trước đó đã ngăn các hoạt động thanh sát của Mỹ. Theo ông, đây dường như là động thái nhằm gây áp lực với Tổng thống Biden và đồng minh
buộc họ phải tiếp xúc với Nga để tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine. Điều này cho phép Nga có thể áp đặt các điều khoản về những gì tiếp theo, Erdogan nói. Chuyên gia này cảnh báo rằng, việc quá lưu tâm đến tuyên bố của Nga sẽ kéo theo nhiều rủi ro, đặc biệt nếu Mỹ chọn nhượng bộ, bởi nó sẽ khiến nhiều nước cho rằng vũ khí hạt nhân có thể trở thành đòn bẩy ngoại giao hiệu quả. Giới quan sát nhận định ngay cả khi đình chỉ New START, Nga không đủ khả năng để chạy đua vũ trang trong bối cảnh cuộc xung đột hao người tốn của Ukraine đang hút rất nhiều nguồn lực của Moscow. Trong tình hình đó, việc tìm cách cạnh tranh chế tạo vũ khí hạt nhân với Mỹ không phải là điều Nga mong muốn, theo Erdogan. Dù vậy, Ngoại trưởng Mỹ ngày 21 tháng 2 chỉ trích quyết định của ông Putin là vô trách nhiệm và vô cùng đáng tiếc. Chúng tôi sẽ theo dõi cẩn thận để xem Nga thực sự làm gì, ông nói. Tất nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi đều có biện pháp ứng phó thích hợp vì an ninh của chính nước Mỹ và các đồng minh. Cảm ơn cả nhà đã xem video tin tức của kênh. Hẹn gặp lại cả nhà vào bản tin ngày mai. Thân chào!